Và bây giờ em sẽ sử dụng cái mũi khoan sắt 10 ly, khoan trên sắt hộp dày 2 ly cho bác cùng xem nhé. Con này thì sẽ để tốc nhanh này. Quá là đơn giản luôn các bạn. Tiếp theo em sẽ sử dụng cái mũi khoan gỗ phi 16 các bác nhá. Và em sẽ để tốc chậm để em khoan cho các bác cùng xem nhá. Rất là đơn giản luôn, mũi phi 12 luôn các bác nhá. Ok, tiếp theo em sẽ sử dụng chế độ bắn vít và bắn con vít dài 7 phân vào gỗ các bác nhá. Rất là ngọt luôn. Hello các bác nhá. Ở trên tay em đây là mẫu máy khoan Gregman. Con này là 13 ly các bác nhá. Dòng máy khoan 3 chức năng. Đấy, chế độ bắt vít này, chế độ khoan và chế độ khoan có búa. Và con này có tổng cộng là 20 cấp độ trượt anh em nhá. Đấy, đầu 13 ly Autolock có khóa trục. Đấy, cò điều tốc, đảo chiều đầy đủ các bác nhá. Đấy, và con này thì điều chỉnh tốc độ ở trên thân máy này, có hai lớp điều chỉnh tốc độ. Vòng tua của con này cực đại là 1.800 vòng một phút các bác nhá. Đấy, và lực siết con này lên tới là 90 N. Với lực siết 90 N thì các bác đi làm công trình con này thì vô tư thoải mái nhé. Đấy, còn nếu mà các bác làm gia đình thì quá là đơn giản luôn. Và bây giờ em sẽ cân cái khối lượng của cái thân máy con 13 ly Gexman này các bác cùng xem nhé. Độc cái thân máy không là khối lượng là 1.285 g. Đấy, gọi là 1 cân 3 nhé, 1 ký 3 độc cái thân máy này thôi các bác nhé. Đây để em sẽ tháo chi tiết hết từng bộ phận ra để cho các bác cùng xem này. Đây này, cò này. Đấy, đây là cái khối động cơ của nó nhé. Mạch đây. Đấy. Úi da. Đây, trước tiên các bác cùng em đi xem cái mạch công suất của con này nhé, hay gọi là IC đây. Một con tụ rất là to luôn. 35V, 680 microfarad các bác nhé. Đấy, cò này. Cò này rất là thông dụng nhé. Thay thế cực kỳ là dễ này. Động cơ 3 pha đây. Đấy, dây đồng rất là to nhé. Đấy, dây đồng siêu to. Với dây đồng to như thế này thì nó mới cho ra cái lực siết lớn được. 19,95. Dày gần 2 phân nhé. Đường kính này 47,89. Này, đo thử cái dây của nó xem đường kính nó bao nhiêu. Dây 0,9 luôn các bạn nhé. Với cái cấu hình như thế này thì thông số của máy ghi 90 N thì em nghĩ là khá là chuẩn rồi các bạn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn.
Với con 13 ly của Gekman này thì nó là dòng sản phẩm của Hukan. Chính vì vậy mà chế độ bảo hành nó vẫn đầy đủ cho các bác là 6 tháng. Và khi mà các bác mua cái sản phẩm này thì các bác đều được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán nhé. Đấy, và chân pin của nó là chân pin phổ thông. Chính vì vậy mà các bác có thể kết hợp với những khối pin của Hukan chẳng hạn, hoặc là những khối pin của Bosun, những khối pin Đích Tông, rồi khối pin của Himoki hoặc là Drama đều ok hết nhé. Đấy, và khi mà các bác kết hợp với khối pin thì bên em sẽ tặng luôn cho các bác một cái sạc nữa bác nhé. Đấy, tặng luôn cho bác một cái sạc bàn. Đấy, còn nếu mà các bác mua độc cái thân máy này không thì giá cũng rất là mềm luôn các bác nhé. Thân máy con này thì hiện tại giá là 550.000, bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đấy, và chế độ bảo hành 6 tháng luôn. Đấy, rồi các bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em ghi phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn thầy các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Xin chào các bác.